Đập Tam Hiệp từ khi thông báo xây dựng đã vướng phải không ít thông tin tiêu cực. Song song với đó là những câu chuyện siêu nhiên được lưu truyền, khiến ai nấy đều không khỏi rùng mình. Những câu chuyện này có lẽ sẽ ít nhiều có ảnh hưởng tới niềm tin của người dân đối với siêu đập. Và trước tình trạng này, nhiều giả thiết đã được đưa ra. Trong đó có nhiều ý kiến lo ngại rằng liệu đây có phải là chiêu trò của thế lực thù địch nhằm tạo ra những tranh cãi xoay quanh con đập này hay không. Dù vướng phải nhiều tranh cãi nhưng vào năm 1994, đập Tam Hiệp vẫn được khởi công theo đúng kế hoạch. Sau 12 năm, cuối cùng đập cũng hoàn thành và bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2009. Hiện tại, đập Tam Hiệp của sông Dương Tử đã trở thành địa điểm tham quan hấp dẫn nhất thế giới. Không chỉ vậy, đây còn là dự án khắc phục hoàn toàn vấn đề lũ lụt. Có thể nói trong quá trình xây dựng đập Tam Hiệp rất thuận lợi, không gặp vấn đề nào lớn về kỹ thuật. Song xung quanh dự án cực lớn này vẫn có những câu chuyện siêu nhân được truyền miệng. Thực hư những câu chuyện này chưa được xác thực nhưng vẫn được nhiều người quan tâm. Theo đó, khi khởi công xây dựng không lâu, một con mãng xà đang ngủ đông đã được đào lên trên công trường. Một thầy phong thủy đã nói rằng đó là một con mãng xà bị phong ấn. Sự việc này từng trở nên phổ biến và có sức ảnh hưởng lớn trên diễn đàn thiên nhai của Trung Quốc. Sau đó, lãnh đạo công trường đã mời các chuyên gia về động vật hoang dã địa phương đến xác định và bác bỏ tin đồn. Sau khi phân tích so sánh, thì họ cho rằng đó là một con chăn miến điện. Sau đó, nó đã được gửi đến công viên động vật hoang dã để nhân giống. Tuy nhiên, nhiều người chưa biết sự thật vẫn cho rằng đó là quái vật. Tuy nhiên, một điều khó hiểu rằng vào những năm 1994, hầu như không có nhiều loài rắn được nuôi nhốt. Chưa rõ lý do làm thế nào mà loài chăn miến điện này lại có thể vượt biên sang Trung Quốc. Được biết con chăn có chiều dài là 10 mét và to như một chiếc thùng. Ngoài ra, còn có một câu chuyện khác kỳ quái không kém được truyền miệng, đó là ở bờ bắc sông Dương Tử ở Trung Khánh, có một thành phố ma tại Phang Đô đã 2.000 năm tuổi, được cho là nơi người chết dừng lại trước khi sang thế giới bên kia. Một truyền thuyết từ thời nhà Hán lưu lại có kể về hai quan chức triều đình, Wang Phang Jing và Yin Chang Seng, từ bỏ cuộc sống trốn quan trường để đến núi Minh Ngộ Đạo và cuối cùng trở thành bất tử. Tên của hai người họ khi kết hợp lại là Yin và Quang, có nghĩa là vua của địa ngục, và núi Minh, ngọn núi nhìn xuống toàn thành phố, được cho là nơi ở của Tianzi, là vua địa ngục. Trong giai đoạn xây dựng đập Tam Hiệp, một nhà thầu phụ trách đã nằm mơ, kể rằng mình được hai cao thủ đen và trắng đưa về thành phố ma. Diêm Vương hỏi tại sao xả nước làm ngập thành phố Phong Đô. Nhà thầu đã trả lời rằng ông chỉ làm theo mệnh lệnh. Hơn nữa, dự án này là để mang lại lợi ích cho dân thường. Nghe vậy, Diêm Vương cũng không gây rắc rối cho nhà thầu nữa. Dù vậy, ông cảnh báo nhà thầu phụ phải dỡ bỏ những bức tường đá trước khi xả nước, nếu không sẽ làm khó dễ, và thầu phụ nhanh chóng nghe theo. Sau khi người thầu phụ tỉnh dậy, thấy mình đổ mồ hôi đầm đìa, toàn thân ướt đẫm, sợ hãi trước cảnh tượng trong mơ và lập tức kể chuyện cho cấp trên. Tuy nhiên, cấp trên đã không tin lời anh ta, nhưng không lâu sau đó, người phụ trách công trình cũng mơ một giấc mơ tương tự. Nhưng do tiến độ dự án tăng nhanh, anh ta cũng đã quên mất việc này. Không lâu sau, có tin người thầu phụ và cấp trên đều đã qua đời. Dù có rất nhiều câu chuyện được đồn thổi khiến dân tình mất niềm tin về con đập này, nhưng tính đến thời điểm hiện tại thì đó chỉ là những tin đồn chưa được xác thực. Và để xoa dịu lòng tin của dân chúng, mới đây, giới chức trách Trung Quốc đã công bố về lợi ích xây đập Tam Hiệp. Hành động này như một nước cờ đẹp trong việc xóa bỏ những câu chuyện được thêu dệt ở siêu đập thế kỷ. Metan, tức là CH4, là khí nhà kính quan trọng thứ hai. Mặc dù chỉ chiếm 0,58% bề mặt đất không bị đóng băng của trái đất, nhưng các dòng sông đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp và chuyển đổi carbon trong các mạng lưới thủy sinh, khiến chúng trở thành nguồn cung cấp CH4 đáng kể cho khí quyển. Việc xây dựng đập đã tăng lên kể từ giữa thế kỷ thứ 20 do việc sử dụng thủy điện ngày càng tăng. Tuy nhiên, chúng có khả năng cản trở quá trình vận chuyển carbon và tác động đến chu trình sinh địa hóa của CH4, dẫn đến sự không chắc chắn về lượng phát thải CH4 ven sông.
Các nhà nghiên cứu do tiến sĩ là Li Biao và giáo sư Gu Quỳnh Long từ Viện Địa lý và Hồ học Nam Kinh thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc, gọi tắt là NICLAS, dẫn đầu cùng với các cộng tác viên đã thực hiện một cuộc kiểm tra toàn diện về động lực học của CH4 dọc theo chuỗi cửa sông của sông Dương Tử. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Water Research số tháng 5 năm 2023. Dấu hiệu đồng vị carbon ổn định dọc theo chuỗi cửa sông của sông Dương Tử hỗ trợ mạnh mẽ cho sự tồn tại của quá trình sinh metan hydrotrophic. Thông qua điều tra thực địa, các nhà nghiên cứu đã xác định được mối tương quan chặt chẽ giữa carbon dioxide CO2 hòa tan và CH4 hòa tan. Dựa trên ưu thế đã được thiết lập của quá trình sinh metan hydrotrophic, họ đã phát triển một mô hình dựa trên quy trình này. Dữ liệu CO2 lịch sử được tiếp tục sử dụng để kiểm tra hồi cứu các biến động lịch sử của CH4 cho thấy mức giảm đáng kể tới 82,5% lượng khí thải CH4 sau khi xây dựng đập Tam Hiệp. Tiến sĩ Lee cho biết, nghiên cứu của chúng tôi cung cấp những hiểu biết mới từ góc độ vi sinh vật đối với chu trình CH4 và cần phải tính đến con đường sinh khí metan khi dự đoán lượng khí thải CH4 từ các vùng nước nội địa trong tương lai. Các đập thủy điện Trung Quốc trong quý 1 năm 2024 tạo ra sản lượng điện thấp nhất trong 8 năm qua. Dữ liệu từ tổ chức nghiên cứu Ember cho thấy thủy điện chỉ chiếm 9% tổng sản lượng điện của Trung Quốc trong quý 1 năm 2024, là giảm so với mức trung bình 11% của quý 1 trong vòng 5 năm qua. Về con số, tổng sản lượng thủy điện của Trung Quốc trong quý 1 năm 2024 là 212 TWh, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023, nhưng thấp hơn nhiều so với công suất tiềm năng bởi nước này trải qua đợt hạn hán kéo dài kể từ giữa năm 2022. Sản lượng dưới mức trung bình từ các đập thủy điện khiến các công ty điện lực phải tăng cường sản xuất điện đốt than lên mức cao kỷ lục trong năm nay để cân bằng nhu cầu của hệ thống. Tuy nhiên, sản lượng điện dường như sẽ phục hồi sau khi mưa lớn ở khắp các khu vực trọng điểm của thủy điện ở phía Nam và Tây Nam Trung Quốc. Mưa lớn trong tháng 4 năm 2024 và đầu tháng 5 năm 2024 ở Trung Quốc dường như sẽ thúc đẩy sản xuất điện ở các đập thủy điện. Trang xscoan.com dẫn thông tin từ Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết mưa lớn gần đây không chỉ dẫn tới ngập lụt ở lưu vực sông Châu Giang mà còn có thể khiến lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử, còn gọi là sông Trường Giang, tăng đáng kể. Trong cuộc họp phòng chống lũ lụt vào ngày 3 tháng 5 năm 2024, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang cho hay Trung và Hạ Lưu sông Dương Tử đã trải qua các đợt mưa lớn với nhiều khu vực có lượng mưa lớn liên tục dẫn tới lượng mưa tích lũy lớn. Các nhánh sông chính như là sông Tương Giang, Cám Giang và Hán Thủy đang ghi nhận mực nước sông dâng cao đáng chú ý, với mực nước vào thời điểm này đang cao hơn mức trung bình lịch sử 2,3-3,2m. Hồi giữa tháng 4, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cảnh báo về khả năng mực nước tăng đáng kể ở lưu vực Hồ Động Đình và Hồ Bá Dương, cũng như khả năng xảy ra lũ lụt trên mức cảnh báo ở một số con sông nhỏ hơn trong khu vực do mưa lớn. Dòng chảy vào ở thượng nguồn được cải thiện khiến đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử ghi nhận dòng chảy vào hàng ngày tăng 35% vào cuối tháng 4 năm 2024, đạt 11.006 m³ trên giây. Dòng chảy ra của đập Tam Hiệp cũng tăng 63% so với cùng kỳ, đạt 12.075 m³ trên giây nhằm chuẩn bị cho nguy cơ lũ lụt tiềm tàng. Ở hạ lưu sông Dương Tử, tại đập Cát Châu Bá, dòng chảy đã tăng 95% kể từ đầu tháng 4 năm 2024, đạt mức cao tới 16.200 m³ trên giây vào ngày 6 tháng 5 năm 2024, sau đó ổn định ở mức 13.500 m³ trên giây. Xa hơn về phía hạ lưu, tại Hán Khẩu tính tới ngày 6 tháng 5 năm 2024, mực nước đã đạt mức cao nhất trong 3 năm là 22m, cao hơn gần 6m so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dự báo khí tượng mới nhất, khu vực phía đông sông Dương Tử, Hoài Hà, hầu hết các vùng phía nam Trung Quốc, khu vực phía đông của Quý Châu và Vân Nam dự kiến có lượng mưa 50-100mm trong 10 ngày tới, với một số khu vực có khả năng ghi nhận lượng mưa từ 120-200mm, thậm chí lên tới 250mm. Dòng chảy vào và mực nước dâng cao ở lưu vực sông Dương Tử dự kiến tiếp tục thúc đẩy sản lượng thủy điện Trung Quốc trong những tuần tới, dù đồng thời cũng tạo ra những thách thức trong vấn đề kiểm soát lũ lụt.
Có thể thấy rằng dù bị nhiều thông tin thất thiệt bủa vây, nhưng đập Tam Hiệp vẫn giữ được vị thế quan trọng với những lợi ích to lớn của mình. Và liệu rằng những điều này có đủ lực để xóa bỏ những đồn đoán kia và lấy lòng dư luận hay không? Câu trả lời chắc chắn sẽ là điều mà nhiều người ngóng đợi. Tuy nhiên, để trả lời được câu hỏi này thì có lẽ vẫn cần rất nhiều thời gian. Kể từ lúc bắt đầu có kế hoạch xây dựng đập Tam Hiệp, đã có không ít tranh cãi cả trong nước và quốc tế. Đa số đều lo ngại về độ khả thi của dự án và nguy hiểm sẽ phải đối mặt khi con đập này chính thức tồn tại. Lo ngại cho nhân dân Trung Hoa và sự ảnh hưởng đe dọa đến các nước láng giềng nếu như Đại Hồng Thủy thực sự xảy ra. Những năm qua, có rất nhiều tin đồn rằng đập Tam Hiệp sẽ bị tấn công hạt nhân cũng như là khả năng chống chọi của nó vẫn không ngừng được đưa ra phân tích. Thực tế, tất cả chỉ là phỏng đoán, gần như là bất khả thi bởi con đập này có kết cấu vô cùng vững chắc, cùng trọng binh siêu khủng được bố trí dày đặc. Từ các hệ thống tên lửa phòng không và các lực lượng cảnh sát vũ trang cơ động tạo thành mạng lưới bảo vệ vây quanh Tam Hiệp 24/7, cho đến đội quân giải phóng nhân dân PLA triển khai các hệ thống radar VLC-18, ILC-6 và VLC-15S, tất cả vũ khí phòng quân này đều được Trung Quốc sản xuất, bao phủ không phận từ 20 km đến 70 km xung quanh đập Tam Hiệp. Tổ hợp radar này tạo thành một mạng lưới cảnh báo sớm, tầm trung cận và được coi là trạm tiền tiêu trong hệ thống bảo vệ hồ chứa đập Tam Hiệp. Không những thế, tại Trùng Khánh và Côn Minh có hai sư đoàn tiêm kích lớn của không quân Trung Quốc được trang bị những khí tài nòng cốt trong hệ thống chiến đấu chủ lực của không quân Trung Quốc hiện đại. Tại Trùng Khánh, khí tài chủ lực là mẫu biến thể nâng cấp J-11AB của dòng máy bay tiêm kích J-11. Ngoài ra, còn có thể có các chiến đấu cơ Su-27SK, một quân đoàn không quân ở Côn Minh được trang bị loạt tiêm kích J-10. Với hạ tầng vũ khí trên mặt đất bên cạnh các hệ thống pháo cao xạ, PLA lựa chọn các hệ thống tên lửa đối không HQ-9 làm trung tâm của lá chắn phòng thủ đập Tam Hiệp có thể chống lại nhiều mục tiêu trên không trong bán kính 100 km. Tại các tỉnh miền Trung của quốc gia này, quân đội đã xây dựng thêm tuyến phòng thủ thứ hai với đội quân mạnh cùng vũ khí tối tân hiện đại nhất. Có thể thấy đập Tam Hiệp được bảo vệ rất kiên cố, là thành trì vững chắc khó mà xóa tan được. Mọi ý định tấn công đe dọa sự an toàn của con đập này sẽ nhận lại hậu quả không mong muốn nếu điều đó xảy ra. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng dù có kiên cố đến đâu thì siêu đập Tam Hiệp cũng có thể bị đe dọa, chỉ là do thời gian thôi. Và mới đây, Trung Quốc tiếp tục công bố kế hoạch bảo vệ đập Tam Hiệp, tận dụng các di sản và hiện vật được khai quật ở khu vực đập dọc theo sông Dương Tử. Theo thông tin ghi nhận, kế hoạch năm 2023-2035 được tập trung chủ yếu vào việc bảo vệ các di tích và môi trường xung quanh đập Tam Hiệp, đồng thời chỉ định một khu vực bảo vệ rộng 57.500 km2, bao gồm 26 quận và huyện của thành phố Trùng Khánh và tỉnh Hồ Bắc, nơi có đập Tam Hiệp. Kế hoạch nêu rõ rằng đến năm 2025, nỗ lực lớn hơn sẽ được thực hiện để khôi phục các di sản và hiện vật, bảo vệ đúng cách và sử dụng hiệu quả. Đến năm 2035 sẽ đạt tiến bộ đáng kể với một cơ chế bền vững được thiết lập để bảo vệ và sử dụng các di tích và hiện vật. Đồng thời, di tích cổ sẽ được tích hợp thành công với du lịch và các nỗ lực bảo tồn môi trường quốc gia. Năm ngoái có 16.601 di tích và 544.799 hiện vật trong khu vực Tam Hiệp. Kế hoạch nhấn mạnh đến việc tăng cường công tác khảo cổ học ở khu vực Tam Hiệp, khám phá giá trị văn hóa và lịch sử của các di sản và hiện vật được tìm thấy ở đây, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của chúng đối với văn hóa sông Dương Tử và nền văn minh Trung Quốc rộng lớn hơn. Các ưu tiên bao gồm thực hiện các dự án nghiên cứu khảo cổ lớn, đảm bảo việc khai quật thích hợp, giới thiệu các phát hiện và tăng cường khảo cổ học trong khu vực Tam Hiệp. Tuyên bố chính thức từ Cục Quản lý Di sản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo tồn có hệ thống các di sản và hiện vật Tam Hiệp, tăng cường quản lý và đảm bảo an ninh di sản văn hóa của khu vực và sử dụng công nghệ để hỗ trợ công việc này. Tuyên bố cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm ra những cách mới để trưng bày và sử dụng các di sản và hiện vật, thúc đẩy sự kết hợp giữa bảo tồn và sử dụng hiện vật với sức sống của nông thôn và du lịch, đồng thời kể những câu chuyện mới về văn hóa truyền thống. Kế hoạch cũng nêu rõ rằng khảo cổ học Tam Hiệp dự kiến đóng một vai trò quan trọng trong việc giới thiệu nguồn gốc của nền văn minh Trung Quốc cũng như sự phát triển và thành tựu của nó. He Zhongyuan,
Phó Giám đốc Bảo tàng Nghi Sương ở Hồ Bắc cho biết, để đạt được điều đó, trước tiên điều quan trọng là phải đảm bảo rằng khảo cổ học hoàn thành vai trò giáo dục. Một số cổ vật đã được trưng bày tại một số bảo tàng ở Nghi Sương giúp du khách tìm hiểu về văn hóa Tam Hiệp. Bảo tàng Nghi Sương đang tổ chức triển lãm các bản khắc đá được phát hiện trong khu vực. Triển lãm có thể được xem cả trực tiếp và trực tuyến. Theo kế hoạch 2023-2035, di sản Tam Hiệp và các hiện vật vẫn chưa được sử dụng đúng mức. Ông Dông Choan nói rằng hơn một nửa di tích văn hóa của Nghi Sương bao gồm lăng mộ, di sản, đền chùa và trạm khắc đá. Bởi vì nhiều tác phẩm thuộc sở hữu tư nhân nên việc trưng bày trước công chúng là không khả thi và cũng không thực tế. Tuy nhiên, nhiều ngôi mộ và trạm khắc đá nằm ở những khu vực hoang dã mà công chúng có thể xem miễn phí. Ông Trông Doan đề nghị các cơ quan chức năng nên công khai tình trạng di sản văn hóa cho công chúng để đảm bảo rằng mọi người đều biết về các di tích và hiện vật hiện có trong khu vực lòng hồ. Hơn nữa, cần thu hút đầu tư trực tiếp cho việc khôi phục và sử dụng các di tích và hiện vật, khuyến khích tham gia thiết kế các sản phẩm văn hóa và sáng tạo, chẳng hạn như là những sản phẩm lấy cảm hứng từ nhiều bản khắc đá được tìm thấy ở khu vực Tam Hiệp. Ông cũng nhấn mạnh rằng các cơ quan quản lý di sản văn hóa nên đưa ra hướng dẫn phù hợp trong quá trình sử dụng công cộng. Cùng với việc tập trung bảo vệ an nguy của đập Tam Hiệp, Trung Quốc vẫn luôn bền bỉ bảo vệ nguồn cá thượng nguồn sông Dương Tử. Họ áp dụng các biện pháp kỹ thuật đặc biệt để hỗ trợ quá trình bảo tồn. Việc làm này như đang lấy lại danh tiếng cho con đập, xóa bỏ tin đồn rằng đập Tam Hiệp gây tác động xấu tới môi trường, làm mất nơi ở của các loài cá ở sông Dương Tử. Lưu Haiping là giáo sư tại Trường Khoa học Đời Sống thuộc Đại học Tây Nam ở thành phố Trùng Khánh, phía Tây Nam Trung Quốc, đã làm việc ở thượng nguồn sông Dương Tử trong 20 năm, trong đó có 15 năm bảo tồn cá ở khu vực thuộc khu tự trị Tây Tạng. Kể từ khi đến Trùng Khánh, giáo sư Lưu đã tận tâm phục hồi quần thể cá quý hiếm theo CGTN. Ông Lưu cho hay có khoảng 180 loài cá ở Trùng Khánh, một số loài chỉ có ở sông Dương Tử và một số ít đang ở trong tình trạng nguy cấp. Đối với những loài cá có nguy cơ tuyệt chủng, chúng tôi phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật đặc biệt để bảo tồn. Để ngăn chặn các loài cá quý hiếm tuyệt chủng, ông Lưu và cộng sự đang sử dụng phương pháp bảo tồn nguồn gen, chọn những mẫu có khả năng kháng bệnh tốt và các đặc điểm di truyền tốt khác để nhân giống nhằm tạo ra nhiều loài mạnh hơn. Ông chỉ ra, việc bảo tồn nguồn gen thực sự không còn xa lạ với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Lấy cá vàng làm ví dụ, khi chúng ta tiếp tục chọn những con có màu sắc và hình dạng đẹp hơn để nhân giống, chính là một hình thức bảo tồn gen. Theo kế hoạch bảo tồn, một ngân hàng gen dành cho các loài thượng nguồn sông Dương Tử đang được phát triển với mục tiêu tăng cường nhân giống cá và thả 1 triệu loài cá thuộc các loài quý hiếm và độc nhất vào sông Dương Tử. Ông cho biết là một nhóm các chuyên gia nuôi trồng thủy sản, mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo những loài cá có nguy cơ tuyệt chủng này vẫn còn tồn tại trong hàng trăm hoặc hàng nghìn năm nữa. Chúng tôi hy vọng rằng thông qua những nỗ lực nhất quán của mình, một ngày nào đó những loài cá quý hiếm này có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Đó là kết quả mà chúng tôi hy vọng sẽ thấy về lâu dài. Quần thể các loài cá có nguy cơ tuyệt chủng ở sông Dương Tử đang dần phục hồi. Trong những năm gần đây, nhờ lệnh cấm đánh bắt cá kéo dài 10 năm có hiệu lực năm 2021 và những nỗ lực nhất quán từ các nhà bảo tồn và nhà khoa học như ông Lưu. Sông Dương Tử ở Trung Quốc là con sông dài nhất châu Á, là con sông dài thứ 3 trên thế giới và là con sông dài nhất chảy hoàn toàn trong một quốc gia. Con sông bắt nguồn từ vùng nước băng tan của dãy núi Tangkula ở Tây Tạng và chảy dài khoảng 6.300 km cho đến khi đổ ra biển Hoa Đông ở khu vực gần thành phố Thượng Hải. Sông chảy qua 10 tỉnh thành của Trung Quốc. Trên sông Dương Tử có đập Tam Hiệp, hoàn thành vào tháng 5 năm 2006, là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới, theo tạp chí International Water Power and Dam Construction. Đập Tam Hiệp có chiều dài 192m và dài 2,3 km. Con đập nằm cách Thượng Hải khoảng 1.610 km về phía Tây, thuộc vùng Tam Hiệp, khu vực được nhiều người coi là khu vực có phong cảnh đẹp nhất sông Dương Tử. Tam Hiệp có nghĩa là 3 thung lũng hẹp liền kề nằm dọc theo trung lưu sông. Từ đây có thể thấy rằng nỗ lực bảo vệ đập Tam Hiệp và môi trường xung quanh của Trung Quốc vẫn luôn được phát huy từng ngày, nhưng liệu rằng đây có phải là những nước cờ đúng đắn hay không và những cố gắng này liệu có giúp Trung Quốc có thực hiện được khát vọng bảo vệ cỗ xe tăng Tam Hiệp hay không vẫn là bài toán chưa có lời giải.